Chào cho các bạn đã trở lại với channel của Sài Gòn Tinh Tử. Mình là Thật và các bạn có thể follow mình lên fan của Sài Gòn Bé Lá. Các bạn có thể follow mình tại kênh channel là Các Bạn Phúc nha. Hôm nay tụi mình sẽ quay một cái video trải nghiệm, đó là ăn tất cả các món từ Nam ra Bắc, từ món khô đến món nước, từ món ăn vặt đến món ăn chơi. Ủa, chuẩn bị một lần rồi nhớ không? Để cả nói luôn. Mình ăn thử món ăn từ món ăn chơi đến món ăn chính. Cùng phải là tương ớt, tương ớt có tết chứ đâu. Cùng phải là tương ớt, hôm nay tụi mình sẽ chọn đó là tương ớt chiên su, đường vị cay, đùng vị ngon. Thì đầu tiên là món mì bắt cái gì? Đầu tiên thì ở trước mặt mình luôn, đây là một phần tiên nướng Hà Nội, tiên nướng Hà Nội và hồ lô nướng. Có nghĩa là một cái đại diện mà ta nói là sắc nghĩ tới đồ ăn mì bắt là phải có ăn cái món này, bún đậu mắm tôm. Chén mắm tôm. Hôm nay mình sẽ ăn ngoài mắm tôm ra thì mình sẽ ăn thêm cái đậu nước. Còn về miền Trung thì mình sẽ có món là bún chả cá phan rang. Còn đây là một món rất là đặc trưng của miền Trung, đó chính là cơm hến. Cơm hến. Đó, cơm hến thì mình thấy là cơm hến với lại xoài, với lại rau. Và ở đây mình mọi ăn thường họ sẽ ăn cùng với lại mắm tôm và mắm đêm. Mắm đêm. Về phía miền Nam thì mình sẽ có món cơm gà có đại diện. Đại diện cho nó có cơm gars. Cơm gà sống lỡ. Và cái này sẽ là món cuối cùng, là món đặc sản miền Tây. Miền Nam luôn, là món cơm cháy kho quẹt. Rồi, bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu video này nha. Let's go. Ok, đầu tiên thì tụi mình sẽ bắt đầu với miền Nam chứ. Đó là món cơm cháy cũng như là cơm gà với mỡ. Ok, ăn thôi. Đây là phần cơm cháy ha. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử trước cái phần cơm này. Ăn cơm trước. Nghĩa là cái nhựa nó sẽ đỡ ngọt hơn. Nó sẽ ngon hơn, nó sẽ đỡ ngọt. Cái này nó sẽ nó nặng. Bây giờ cái này nó nặng, cái vị cay lên mũi luôn á. Mà thơm lắm. Bây giờ cái sẽ được chấm cái cánh gà này với lại cái phần cơm này nha. Thường thì cái cơm gà chỗ này mình sẽ ăn với lại cái sốt màu đen ở đây. Nhưng mà bữa nay cái sẽ ăn thử với tương ớt chút. Nghe mà thèm nha. Anh thường không ăn ớt thường, nhưng mà tớ là mình cuộc sống của anh là cái vị cay là đều đến từ tớ. Tớ đúng rồi, cuộc đời chân lý đúng không luôn á. Ok, bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu với lại món miền Trung rồi. Món đầu tiên sẽ là cơm cơm hến, và món thứ hai đó là bún chả cá phan rang. Ok, bây giờ sẽ ăn thử cái này trước và bún tớ trước. Ngon không? Ngon hả? Không dở rồi hả? Mọi người nhìn cái cá này, cái chả cá này là thấy nó ngon, nó chất lượng, chất lượng. Với cái chút tâm tâm còn lại của cái mắm nêm này á, cho tương ớt và cà sẽ nhất hơn. Sẽ đoán vậy thôi nha, mình sẽ thử. Không phải cái món quen mình giống như là anh nghĩ là cũng ngon, đơn giản. Món anh mới là kỳ. Bây giờ cái cơm này á, thì cơ bản là cái thấy nó ổn. Tại vì cái phần mắm nêm á, nó hơi tanh, nó với cái là hơi tanh. Cho nên là khi mình cho tương ớt ngon, mắm nêm ngon mà sao? Không có thích, không có cái nêm nè. Cho nên khi mình cho tương ớt vào thì cà sẽ kiểu đánh hút hơn rồi ơi. Được đi miền Trung. Thì miền Trung chúng tôi không chào đón anh. Tôi chỉ nói thì thôi, đó là ý kiến cá nhân cho mọi người. Trời ơi, ngắn luôn. Hai cá chấm nữa thì chắc ở nhà đời của chú mình cũng cá với thằng hết. Mọi cái món này ngon mà. Mình rất là thích ăn cơm hến luôn. Mình nó chê thì thích ghê vậy. Thay cơm hến là thấy rất ngon luôn á. Không mà nó hơi mặn. Thiếu. Thì cái món đêm mới đâu mặn rồi. Cái đó nó mặn. Nhưng mà cái tương ớt thôi nó độ cay á mọi người. Bắt miệng hơn. Ừ. Phía xa nước xa hơn, nó ngon hơn. Món miền Trung cũng là không có bị quá là cản mất là tương ớt. Nhưng mà ăn cũng ngon. Ví dụ mà ai mà nào thích là cay thì đánh. Ok, bây giờ tụi mình đã tới miền Bắc. Tới miền Bắc. Miền Bắc Việt Nam với một món rất là đặc trưng. Mắm tôm. Chậu mắm tôm. Mắm tôm. Nhưng mà bây giờ chỗ nữa cho mắm tôm mình ăn trước. Thôi mình thử thách luôn đi. Mình chế vô luôn. Ok, bây giờ cái sẽ cho tương ớt vào trong cái phần mắm tôm này luôn. Mình phấn lên. Mấy để hơn tôm lên. Mấy nó thơm. Rồi. Rồi em ăn đây đổ món. Ok. Bước đi táo bạo. Tớ chim su thần thánh. Để ta cho ăn cái chế lên. Rồi, mình mở đường nha.
Ngon quá. Cái mặt con đó, nó đậm rồi. Cái bụi nó nặng nữa. Hơi lạnh. Nó đậm luôn kìa. Nó đậm, nó đậm. Ngon quá bạn ơi. Cái là một bếp trong bò luôn mà. Thịt nướng, mò luôn nướng với thịt nữa. Nguyên đề đúng lắm. Cho em sự đơn giản vậy rồi anh cũng làm ảnh hưởng sự là nếu có tiền thì nó không anh vẫn chưa hình dung được cái vị thế này. Trời ơi, cái mẹ nó cay quá. Tao chưa ăn là thấy cái mẹ nó cay cay sao cái lòng gà quá. Cái mùi nó sao? Cái mùi gì đó em, không phải là bình thường nữa. Nó mơ không ra bấm thơm mà từ không là tao nó mà hai cái nó đi hai được ghét nhau á. Chấm ơn là đúng đắn nhất á. Chấm ơn là đúng đó. Đúng không? Ừ, đúng xác. Đúng không? Chấm biết là nó đầu hồn hồn. Anh thấy thường là nó có một cái chút phía ngọt đó. Ừ. Ừ. Còn là hồ lô, chấm với là chấm ớt nha. Các bạn ơi, đúng đắn luôn. Ừ, có mùi thật. Ok, thì tụi mình đã thử xong được 6 món, 3 miền cùng với là sữa chi tu. Và mình có những tiếng thứ 6. Còn trái ăn nữa là chi tu ngon. Rồi, gà ăn với tương ớt cũng ngon. Ừ, cơm hết ăn với tương ớt cũng ngon. Bún chả cá ăn không thấy nữa. Nhéo cái gì như là ăn miền Trung mà. Thịt nướng ăn rất ngon. Bún đậu tôm phải có một cái sự chắc đi là không trộn với mắm tôm, không là chấm ba giờ trộn với mắm tôm á, chấm riêng tương ớt với đậu mật là chấm riêng với mắm tôm thôi. Các bạn là bởi vì dành cho cái team bạn nào mà không ăn được mắm tôm thì có thể chọn tương ớt là option. Hôm nay tụi mình đã có một cái trải nghiệm rất là thú vị cùng với lại tương ớt chiên xu vị, tức là những cái món ăn miền ăn miền mình rút ra một cái kết luận đó chính là món tương ớt chiên xu này có thể ăn được với tất cả các món ăn, từ món chính cho đến món ăn vặt, cũng như là từ món nước cho đến món khô hầu, cái nào cũng được, mà thậm chí là cao nó là ướp được luôn. Cho nên là các bạn phải ướp thử xem là như thế nào. Các bạn có thích mà cay với sặc là nhiều thách đổ với cái chai tương ớt này thì comment bên dưới những cái món ăn nào các bạn nghĩ là sẽ hợp với tương ớt hoặc là không hợp cũng được. Thử cách của mình đó thì comment bên dưới nhắn hơn vậy nè. Thì đó, cho nên là các bạn nào thích video này để lại cho mình tụi mình một like, một subscribe cũng như là comment ở bên dưới cho tụi mình biết là ý kiến của bạn như thế nào nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye. Nhớ mua tiếng chim su.